Thằng Aru hôm nay lại tiếp tục phối ghép một bộ dàn âm thanh rất là hợp lý, bình dân. Từ trước đến giờ em phối những cái bộ kiểu dạng như này thì rất là nhiều anh em đã xem và theo dõi, và rất là nhiều anh em bảo comment rồi gọi điện bảo là ghép nhiều khi cái tiền, cái ngân sách nó còn nhiều hơn nhưng mà chất tiếng thì không bằng. Thì đúng là như vậy, bởi vì âm thanh này đôi khi loa và âm ly các bác chơi các bác phải biết cách ghép, và nhiều bác thì cũng không để ý đến cái vấn đề đấy, cho nên là những cái cặp loa thì thường kiếm những cái con âm ly nó hơi bị dư thừa quá chẳng hạn như vậy, cho nên ngân sách nó sẽ vượt quá mà lại còn không phát huy được hết chất âm của cả âm ly lẫn cả loa. Mà em ghép là con âm ly đời nông 390 4 la mã mặt đen, con này cũng gần như mới các bác nhá, với cặp loa pin HF7. Đấy, cặp loa này thì nó dáng cây nhá, mà con này thì nó có hơi đặc biệt một chút, đấy là anh em hay gọi về gân thay chưa. Thì cái dòng HF7 nó là dòng không sử dụng gân đấy, không sử dụng gân các bác nhá, bán là không sử dụng gân. Tuy nhiên chung tép trước thì tép thì nó sẽ có sử dụng gân rồi, nhưng bass không sử dụng gân. Vậy nó dùng cái gì? Nó dùng nhện. Nó dùng nhện làm cái đàn hồi, cái gọi là để gọi là định vị cho cái cuộn côn nó đảm bảo luôn ở trong giữa của cái 500. Đấy. Mà con này đánh rất là hay. Những cái dòng Pioneer thì có 3 dòng là không dùng gân, nó rất là giống nhau. Đấy là Pioneer HF7, em đăng quay cho các bác, Pioneer HF9 FF nha các bác nhé, và Pioneer HF10. Đấy là những cái dòng không sử dụng gân. Có nơi thì người ta bảo dùng piston, nhưng thực ra nó chả phải piston đâu. Cái nguyên lý của nó thì hơi giống cái piston, nhưng thực chất là nó dùng cái nhện. Đấy. Dùng cái tầng nhện để nó làm khi mà cái loa bát nó biên nó dao động hành trình theo phương thẳng đứng so với cả cái lâm chân, mà bọn này đánh tiếng nó rất là căng các bác nhá. Với đôi này thì có thể ngân sách giảm đi nếu trường hợp ghép với cả đường âm 390 trơn. Đấy nhân nói cái này thì sẽ chia sẻ thêm các bác là nhiều khi ghép ý, biết là có những con âm ly nó hay, nó hợp mà giá nó rẻ hơn, nhưng mà rất tiếc là gì, rất tiếc là cùng đôi loa, thời điểm đôi loa về nhưng lại không có cái âm ly đấy, cái đồ bãi nó rất là buồn cười đấy. Và thêm một cái nữa là có những cái hàng bán rất là chạy, bán rất là hot, tuy nhiên nó về nó không có nhiều, nó về nó được 1-2 sản phẩm thôi, thì có khi anh em nào qua trước thì lấy, và anh em mà xem một vài hôm sau đến hoặc là gì đấy thì có thể không gặp được, thì rất là tiếc, bởi vì không phục vụ được anh em, không phục vụ được tất. Nếu là hàng mới thì quá đơn giản các bạn, hàng mới thì cái gì hot em sẽ nhập nhiều, nhưng cái này không như thế, rất muốn nhập nhưng không có hàng. Đấy. Cái cầu hình này thì anh em nghe nhạc anh em nhé, còn anh em thích hát anh em thêm vang mà đôi HF7, HF9, HF10 hát tốt đấy các bạn. Theo tỷ lệ là 7-3 nhé, em luôn luôn nói cái tỷ lệ nhé, nghe nhạc 7 hát 3 là ok. Còn các bác muốn 50-50 thì có thể dùng Pioneer HF, Pioneer V50F, hoặc khủng hơn thì có Pioneer V12 hoặc là Pioneer 4.4. Đấy, xem như vậy. Cái cấu hình này thì âm ly là đi 100V các bác nhá, nhớ giúp em cái đấy, đừng có cắm 220. Dặn nhiều rồi đấy, nhưng mà nhiều bác kể cả dặn rồi, có những bác cẩn thận ngay tại đấy là dặn xong rồi nhiều khi dán cả cái giấy vào nguồn, nhưng mà về 20 phút sau, tiếng sau gọi lại cắm nhầm, nó rất là phí. Không phải đơn giản, có những con nó đi mất cầu chỉ, có con nó vẫn xông vào, nó vẫn xông vào mạch. Có con thì nó chết cảm xúc. Mà bản thân em cách đây gần 20 năm em cũng đã bị cắm nhầm rồi, nói chung là bị kinh nghiệm hết rồi. Thử mà để chết loa là em cũng đã thử chết loa rồi, cho nên em hiểu hết, đều phải trải qua hết, đều phải xương máu hết thì mới có ngày mình hiểu được hơn về cái sản phẩm. Tóm lại là phải trải nghiệm thực tế.
Và đây những cái clip này sẽ chia sẻ cho các bác những cái kinh nghiệm này, hy vọng các bác không gặp phải. Bây giờ anh em sẽ nghe nhạc của cái bộ này. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Hãy subscribe.